Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình, các bạn thân mến. Tại sao bão hay vào miền Trung nước ta? Đây là chủ đề chính trong video hôm nay. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề có liên quan đến bão. Hoạt động của bão ở Việt Nam. Thời gian hoạt động từ tháng 6, kết thúc vào tháng 11. Đặc biệt diễn ra nhiều là các tháng 8, 9 và 10. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. Bão hoạt động mạnh nhất ở ven biển Trung Bộ. Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của bão. Trung bình mỗi năm có 8 đến 10 cơn bão hoạt động trên biển Đông. Và các bạn cũng thấy trên các phương tiện thông tin rồi, những nơi bão hoạt động thì hậu quả của nó để lại là rất khủng khiếp. Mưa lớn trên diện rộng, 300 đến 400mm, ngày 14 tháng 10 năm 2022 vừa qua. Tại Đà Nẵng, Việt Nam, lượng mưa ghi nhận cao kỷ lục trên 800mm chỉ trong vài giờ, gây ngập úng đồng ruộng, đường giao thông thủy triều dâng cao làm ngập mặn vùng ven biển. Gió mạnh làm lật úp tàu thuyền, tàn phá nhà cửa, cầu cống, cột điện cao thế, vân vân, gây ô nhiễm môi trường, gây dịch bệnh. Như vậy bão là gì? Bão chính là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Hiểu một cách đơn giản nhất thì bão là một hiện tượng không khí xoáy tròn theo hình xoắn ốc, có độ bao phủ lớn vài trăm đến hàng ngàn km cùng tốc độ gió rất mạnh. Không khí nóng ẩm chuyển động xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ, hội tụ vào tâm chuyển động thẳng đứng lên trên, tạo thành mắt bão và tỏa ra ngoài ở trên đỉnh theo chiều ngược lại. Ở trung tâm cơn bão, không khí chuyển động giáng xuống, tạo nên vùng quang mây ở mắt bão. Những thành phần chính của một cơn bão bao gồm dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Các chuyên gia chia bão làm 3 loại dựa vào tốc độ gió. Thứ nhất là áp thấp nhiệt đới, tốc độ gió dưới 63 km/h, hay còn gọi là gió cấp 8. Thứ hai là bão nhiệt đới. Sức gió rơi vào khoảng 63 km đến 118 km/h, còn có thể gọi là sức gió cấp 12. Nếu như sức gió bão trong khoảng 118 km đến 213 km/h, thì khi ấy, bão được gọi là bão to hay là cuồng phong. Thứ ba là siêu bão, sức gió từ 213 km/h trở lên. Như vậy, bão được hình thành như thế nào? Một cơn bão sẽ được hình thành khi có những điều kiện dưới đây. Đầu tiên là tại nơi bão được hình thành cần phải có một dòng nước rất nóng, tối thiểu là 26 độ C. Thứ hai là độ sâu của nước tối thiểu phải 50 mét. Khi nước biển đang ấm sẽ có hiện tượng bốc hơi lên, mang theo độ ẩm. Cột hơi nước này thường sẽ cao khoảng từ 10 đến 15 km. Theo lý thuyết, hơi nước sẽ bay lên theo phương thẳng đứng nhưng thực tế thì khác. Do trục trái đất của chúng ta nghiêng và tự quay quanh trục của nó, nên sẽ hình thành một lực gọi là lực Coriolis. Lực này khiến cho các cột hơi nước sẽ bay lên và di chuyển theo hình xoắn ốc chứ không phải đường thẳng. Điểm đặc biệt của lực này là ở hai cực thì lực Coriolis sẽ mạnh nhất và sẽ yếu dần khi tiến lại gần xích đạo. Vì thế vĩ độ năm trở về xích đạo sẽ không có bão, do lực Coriolis quá yếu. Bão sẽ được hình thành ở những nơi có vĩ độ 5 đến 20 của hai nửa bán cầu. Vậy thực chất lực Coriolis là gì? Có thể hiểu đơn giản, lực Coriolis lực làm lệch hướng chuyển động của các vật thể rắn, lỏng, khiến nếu nhìn xuôi theo phương kinh tuyến. Ví dụ, bạn treo quả bóng vào một sợi dây và xoay quả bóng, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh sợi dây bị xoắn lại. Lúc này sợi dây đó cũng giống như các cột hơi nước vậy. Phạm vi ảnh hưởng của bão rơi vào đường kính khoảng 300 đến 500 km. Con số này rất lớn. Một số cơn bão hiếm gặp được ghi nhận có đường kính lên tới 1.000 km. Như vậy, nếu có bão đi vào thì nó sẽ ôm trọn cả miền Trung của đất nước ta. Tuy nhiên, những cơn bão dù là lớn hay nhỏ thì luôn có những nơi mà bầu trời trong xanh, trời yên biển lặng và không gánh chịu ảnh hưởng gì từ cơn bão. Nơi đó chính là mắt bão. Khu vực này có đường kính từ 50 đến 60 km.
Ngược lại với khu vực này thì nơi xung quanh mắt bão lại là một con quái vật đang ra sức càn quét mọi thứ mà nó đi qua. Người ta đo được rằng một cơn bão bình thường sẽ có năng lượng, sức mạnh mà nó tạo ra sẽ mạnh hơn nhiều so với hai quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Nhật Bản. Vấn đề cốt lõi của video là tại sao bão hay vào miền Trung nước ta? Để trả lời cho câu hỏi tại sao bão hay vào miền Trung nước ta, thì có 3 nguyên nhân chính khiến cho bão thường lựa chọn miền Trung nhất. Thứ nhất, do tác động của lực Coriolis. Theo nguyên lý của lực Coriolis, chúng ta biết được rằng cơn bão hình thành ở phía bắc bán cầu thì nó sẽ lệch về bên phải, còn nếu hình thành ở phía nam bán cầu thì nó sẽ đi về bên trái. Việt Nam là một quốc gia nằm ở bán cầu Bắc và gần Biển Đông. Vì thế khi bão hình thành, nó sẽ có xu hướng đi theo hướng vào Việt Nam và chủ yếu là khu vực miền Trung. Thứ hai, do vị trí địa lý, bão sẽ hình thành ở vĩ độ 5 đến 20 độ ở cả hai nửa bán cầu. Bờ biển miền Trung dài khoảng 1.200 km từ Thanh Hóa đến Bình Thuận với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Đồng bằng ở miền Trung rất hẹp do dãy Trường Sơn chạy suốt theo bờ và ăn ra sát biển. Đa số các sông ở đây đều ngắn, có độ dốc lớn và lưu vực thường là đồi núi nên nước mưa đổ xuống rất nhanh. Bên cạnh đó, các cửa sông lại hay bị bồi lấp khiến việc thoát lũ cho vùng đồng bằng bị cản trở. Các sông ngòi ở miền Trung không có hệ thống đê ngăn lũ và không có các hồ chứa nước lớn ở vùng thượng lưu để giảm thiểu lũ lụt ở vùng đồng bằng, nên khi có mưa lớn thường gây ra ngập úng cho các khu đông dân cư ở hai bên bờ sông. Thứ ba, do hiệu ứng của gió phơn, hay còn gọi là gió Lào. Trong địa lý học, gió phơn là hiện tượng gió sau khi vượt qua núi trở nên khô và nóng hơn. Tại Việt Nam, gió phơn được hình thành do nó đi từ Vịnh Thái Lan vào đầu tháng 4 đến giữa tháng 9. Sau đó gió di chuyển theo hướng Tây Nam và Đông Bắc qua Campuchia và Lào. Khi gió phơn tiếp cận dãy núi Trường Sơn sẽ tăng tốc nhanh, vượt qua và tràn xuống các vùng Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió phơn tác động mạnh nhất tới vùng Bắc Trung Bộ. Do hoạt động của gió Tây Nam, Bắc Ấn Độ Dương vượt dãy Trường Sơn Bắc, nên thời gian tác động vào đầu mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 7. Miền Trung có gió phơn Tây Nam thổi qua. Khi có bão hình thành ở Biển Đông, do bị ảnh hưởng bởi gió phơn nên bão sẽ bị đẩy lên phía Bắc. Khi gió yếu đi, bão có xu hướng dịch chuyển dần về miền Trung. Hàng năm, miền Trung của Việt Nam thường phải hứng chịu những trận mưa lớn do những trận bão biển và gió mùa Đông Bắc gây nên. Mỗi năm số lượng cơn bão đổ bộ miền Trung rất nhiều và thống kê trung bình khoảng 7 đến 8 cơn bão. Đó là ba nguyên nhân chính khiến cho miền Trung của Việt Nam là địa điểm mà bão hoạt động nhiều nhất so với các vùng khác tại Việt Nam. Và như vậy, đây là vấn nạn diễn ra hàng năm, nên việc chuẩn bị là quan trọng nhất. Sau đây là một số kinh nghiệm ứng phó khi dự báo có bão. Đầu tiên, chúng ta phải theo dõi kịp thời dự báo thời tiết để có phương án chống bão chủ động. Trong trường hợp địa phương mình không nằm trong tâm bão, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nơi bạn sống có thể vẫn chịu ảnh hưởng của bão như mưa to, gió mạnh. Chính vì thế, trong thời gian bão lướt qua, các bạn không nên ra khỏi nhà để tránh trường hợp cây đổ, dây điện hay các vật dụng khác rơi vào người, v.v. Còn nếu địa phương nằm trong tâm bão, bạn cùng gia đình cũng phải chuẩn bị khá nhiều. Dùng các miếng gỗ lớn để che chắn cửa kính, cửa sắt kéo. Nhớ là chắn bên ngoài chứ chắn bên trong không có tác dụng. Làm như vậy các cửa sẽ không bị phá hoại do gió bão. Với những nhà có mái tôn, mái ngói, hãy lấy bao cát nặng chừng 20kg chặn lên trên để tránh bay mái nhà. Mỗi bao cách nhau 0,5m. Hoặc chắc chắn hơn, dùng dây cáp choàng qua mái tôn và neo cọc sâu xuống đất, cứ 2m nên có một sợi cáp. Khi đã gia cố nhà cửa chắc chắn, mỗi nhà nên tích trữ lương thực dùng đủ cho cả gia đình trong vòng 1 tháng nếu nằm trong khu vực lũ hay về. Mì gói là loại thực phẩm dễ tích trữ và để được lâu nhất mà không cần bảo quản trong hoàn cảnh này. Bên cạnh đó, hãy trữ nước ngọt càng nhiều càng tốt. Chậu, xô, bồn nước lớn, tất cả những gì đem đựng được hãy dùng để trữ nước sạch. Ngoài ra,
Cũng cần chuẩn bị thuốc men vì sau bão nhiều vùng ngập nước rất dễ gây dịch bệnh. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.